Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Piano Minh Phụng. Hôm nay mình muốn làm review về cây Custman K350. Cây đàn này thì đã có mặt trên thị trường tầm 2-3 năm rồi và càng ngày càng nhận được sự tin tưởng rất nhiều từ những người chơi nhạc nói chung và những người chơi organ keyboard nói riêng. Và hôm nay mình muốn review cây đàn này cho những ai đang có nhu cầu tham khảo cũng như là muốn mua cho mình một cây đàn tốt để cho mình luyện tập hay là đi show chẳng hạn. Và vì vậy nên mình sẽ đi vào những cái chức năng chính của cây đàn luôn ha. Về phần tiếng thì cây đàn này có tất cả là 661 tiếng, bao gồm 649 tiếng mặc định và mình còn có thể cài thêm 12 xem lờ. Bây giờ mình sẽ thử trước những tiếng mặc định cho các bạn xem thử nhé. Sau đây là tiếng guitar overdrive, tiếng guitar điện nha các bạn. Sau đây mình sẽ đạt thử tiếng harmony nha các bạn. À, ngoài ra thì chức năng của cây Custman K350 này còn có 5 chế độ touch, có nghĩa là 5 chế độ phản hồi lực nhấn. Thì các bạn sẽ biểu hiện cái sắc thái nó rõ ràng hơn. Và tiếp theo đây mình sẽ thử những cái tiếng xem lờ. Tiếng xem lờ đặc biệt là được sẽ làm được tới 2-3 lớp lực. Nên cái độ mà chân thực của những cái tiếng xem lờ này rất là hiệu quả cho các bạn khi mà các bạn làm show hoặc là đánh những cái tiếng dân tộc ha. Sau đây mình sẽ thử tiếng đàn tranh nha các bạn. Khi mà tiếng đàn tranh này thì nó sẽ có hai lớp. Lớp thứ hai á, bắt đầu từ nốt đô thăng ở cái quãng 4 trở đi, thì khi các bạn nhấn mạnh nó sẽ có một cái âm rãi. Đây mình sẽ thử cho các bạn xem ha. Tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn tiếng sáo mèo. Tiếng này cũng có hai lớp. Lớp đầu tiên là tiếng sáo bình thường, nhưng lớp thứ hai thì các bạn nhấn mạnh á thì sẽ được tiếng sáo lấy luyến. Để mình làm cho các bạn xem ha. Tiếp theo đây là tiếng đàn bầu. Cũng y chang như tiếng sáo mèo thì cái lớp layer 2 ở tiếng đàn bầu khi các bạn đánh mạnh đó thì nó sẽ ra được tiếng đàn bầu luyến. Các bạn thử ha. Và tiếp theo chúng ta có tiếng guitar cổ. Tiếng này thì đặc biệt chỉ có một lớp layer đó các bạn nghe thử ha. Mình để ý thấy cái tiếng đặc biệt nhất trong cái bộ sampler này là tiếng kèn saxophone. Nó có tới 3 layer luôn các bạn. Đánh bình thường, đánh mạnh hơn chút xíu thì nó có cái tiếng của cái kèn chân thật hơn. Và cái cuối cùng mạnh nhất là nó có tiếng luyến lấy nữa. Các bạn nghe thử ha. Bây giờ mình sẽ làm tới tiếng ehu. Thì tiếng này là tiếng đàn cò Trung Quốc. Nó rất là phổ biến trong những cái bài ballad ở bên Trung Quốc. Các bạn có thể thường nghe trên YouTube chẳng hạn. Và cái đây là cái tiếng đặc biệt mà rất là ít cây đàn có nha các bạn. Tiếp theo là hai cái tiếng rất phù hợp cho những cái nhạc EDM, nhạc DJ chẳng hạn như là tiếng dance và tiếng Nessus. Mình sẽ làm tiếng dance trước nha.
khi đi làm show thì những người nhạc công như tụi mình là bắt buộc phải làm nhạc, thì chúng ta phải dựa trên những cái bass của EDM và bass của DJ để làm nhạc. Thì trước hết thì mình sẽ thử bass EDM nha các bạn. Còn kế tiếp là bass DJ nha các bạn. Kế tiếp là tiếng drum sampler nha các bạn. Ngoài tiếng ra thì điệu cũng là một phần rất quan trọng trong nọ gan. Trên cây đàn Custman K350 này thì chúng ta có 240 điệu, cùng với có thể cài đặt thêm 50 điệu từ việc load user. Đó, mình sẽ thử cho các bạn những điệu tiêu biểu trong cái load user này nhé. Vinny House là một trong những cái điệu rất là cần thiết khi chúng ta quẩy tiệc đúng không các bạn? Thành ra mình sẽ thử cái tiếng này đầu tiên, cái điệu này đầu tiên dành cho các bạn ha. Ngoài Vinny House ra, chúng ta còn có EDM chill, EDM Thái, techno, vân vân. Mà mình thử trước cho các bạn EDM chill ha. Có một điểm mình rất thích trên cây đàn này, đó là băng tiếng tới 6 bát lần. Có nhiều cây đàn chỉ có 2 đến 3 bộ nhớ của băng tiếng thôi, nhưng cây đàn này có tới 6. Thành ra khi các anh em đi đánh show đó thì chúng ta có thể thay đổi rất là nhiều điệu và tiếng khác nhau. Ngoài ra, chức năng freeze cũng là một trong những chức năng cần thiết của một cây đàn organ. Thì các bạn sẽ cố định cái điệu lại và thay đổi tiếng liên tục. Thay vì nhàm chán chỉ có một tiếng một điệu thì cái điệu đó chúng ta có thể đánh được nhiều tiếng khác nhau, mashup được rất là nhiều bài đúng không? Các bạn, khi mà các bạn cần sử dụng tính năng freeze thì chúng ta sẽ nhấn shift cộng với lại nút freeze nha. Đây là mình sẽ nhấn thử. Có một cái chức năng tiện lợi của cái đàn này nữa, đó là intro rời. Intro rời có nghĩa là khi các bạn đang đánh chẳng hạn thì các bạn cần intro lại cho ca sĩ hát, chúng ta nhấn luôn, chúng ta không có cần phải thao tác rất là mất thời gian hay là tìm kiếm hay là tích hợp nút nữa. Và tiếp theo đó nữa là còn nút fade in fade out, có nghĩa là nó sẽ nhỏ dần khi mà các bạn kết bài và nó lớn dần khi các bạn mở bài intro, thì cái hiệu ứng âm thanh như vậy nó sẽ tạo một cái chiều sâu cho khán giả và nghe hay hơn rất nhiều. Để mình thử cho các bạn xem ha. Thì để các bạn thực hiện chức năng fade này thì chúng ta sẽ nhấn vào nút này nha. Đây là chức năng fade in fade out, fade out này các bạn. Những chức năng rất cơ bản như sustain hay là transpose thì bây giờ đã được tích hợp sẵn ở cái nút riêng biệt. Ở ngay đây nè, các bạn muốn điều chỉnh tombo, đây nhấn vào đây là được, hay là sustain, nhấn vào đây là để điều chỉnh liền. Và sustain có nghĩa là các bạn ngưng tiếng ra, âm trường của âm thanh nó sẽ được dài ra. Ngoài ra thì chúng ta có cái cổng micro nữa.
Cổng này thì các bạn có thể cắm micro vào vừa đàn vừa hát, hoặc là để cho mình có những cái tiệc sinh nhật nhỏ cho người thân bạn bè hát cũng được. Chúng ta còn có cái cổng và kết nối với máy tính, có thể là cài điệu ở máy tính chẳng hạn, thì các bạn làm điệu trên những phần mềm như Cubase hay là FL Studio, và lúc đó các bạn sẽ chuyển file vào cái đàn này, chúng ta sẽ có điệu vậy thôi. Và cuối cùng đó là reverb. Đó là một trong những tinh chỉnh của cái đàn. Khi mà các bạn muốn có những cái hiệu ứng âm thanh nó hay hơn thì các bạn sẽ phải tinh chỉnh nó ở trong phần function. Đó là tất cả những chức năng chính của cái đàn Custman K350 này. Theo bản thân mình thì trong phân khúc tầm giá dưới 7 triệu thì đây là một trong những cái đàn tôi gọi là tốt nhất xét về hiệu năng trên tầm giá. Thì đó, vậy thì cái đàn này dành cho ai? Đầu tiên thì dành cho những người đi show. Khi mà chúng ta có tới 6 băng tiếng và có thể cài đặt được tới 50 user, 50 điệu tiếng và 12 cái tiếng khác nhau nữa, sampler đó các bạn. Và ngoài ra khi các bạn cần mua một cái đàn để học thì nó có rất là nhiều chức năng để cho các bạn học rất là đầy đủ ha. Và thêm nữa là có Smart Learning nữa. Vậy thì link sản phẩm chúng ta sẽ để bên dưới. Nếu các bạn muốn trải nghiệm sản phẩm thì hãy đến địa chỉ 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 nha các bạn. Nếu các bạn mua đàn tại Piano Minh Phụng, chúng ta sẽ còn được tặng thêm là bao đàn và chân đàn nữa. Có thắc mắc gì thì hãy comment ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.